Hello anh chị em, như vậy là tháng 11 đã bắt đầu được mấy ngày và đây là thời điểm Mitsubishi lại tiếp tục điều chỉnh cái mức giá của chiếc Mitsubishi X-Fort trong cái tháng cuối cùng khi mà các đối thủ lắp ráp trong nước đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ở thời điểm tháng 11 này là tháng cuối cùng hỗ trợ trước bạ cho xe lắp ráp. Chính vì vậy mà Mitsubishi cũng đã đưa ra những cái chương trình bán hàng dành cho X-Fort theo quan điểm cá nhân của Nghĩa là tương đối cầm chừng anh em nhé. Trừ một số các phiên bản, ví dụ như là phiên bản XS thì đang có cái mức giá cực kỳ tốt anh chị em ạ. Trong video này thì Nghĩa sẽ cập nhật cho cả nhà về cái mức giá bán, giảm giá cũng như là trả góp của 4 phiên bản X-Fort bao gồm GLX, XS, Premium và Ultimate áp dụng trong thời điểm đầu tháng 11. Nếu anh chị em đang quan tâm về chiếc Mitsubishi X-Fort này và có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đã đính kèm trên video để được hỗ trợ tốt nhất cả nhà nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về nội dung của video. Như anh chị và các bạn đã biết thì Mitsubishi X-Fort tại Việt Nam nằm trong phân khúc CUV hạng B, có nghĩa là sẽ có các đối thủ cạnh tranh như là Hyundai Creta hay Kia Seltos. Điểm mạnh của X-Fort đó là đến từ thương hiệu Mitsubishi cực kỳ bền bỉ. Đồng thời đây là mẫu xe mà cũng có cái thiết kế ngoại thất, nội thất cũng như là tiện nghi cực kỳ tốt ở trong tầm tiền và trong phân khúc anh chị em nhé. Nghĩa đã trực tiếp cầm lái tất cả những mẫu xe nằm trong cùng phân khúc này rồi và phải nói X-Fort mang lại một cái cảm giác tương đối là chắc chắn, cứng cáp, cách âm tốt và khối động cơ cũng tương đối là nổi bật, tăng tốc tốt hơn khá nhiều so với một số đối thủ trong cùng phân khúc. Dĩ nhiên là chiếc xe nào thì cũng sẽ có những cái điểm yếu, điểm mạnh, nhưng nhìn chung X-Fort đang nổi lên như một trong những ngôi sao ở trong phân khúc. Chính vì vậy mà cái mức doanh số của X-Fort nó cực kỳ tốt cả nhà ạ. Chiếc xe này thì luôn luôn giao dịch trung bình ở mức khoảng tầm hơn 1.000 xe mỗi tháng trên toàn quốc. Chính vì vậy nên bây giờ cái cộng đồng sử dụng các dòng xe X-Fort này tại Việt Nam nó tương đối đông cả nhà nhá. Rồi, quay trở lại với mức giá của những phiên bản Mitsubishi X-Fort áp dụng trong thời điểm tháng 11. Cả nhà lưu ý giúp Nghĩa là X-Fort sẽ có 4 phiên bản. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chiếc Mitsubishi X-Fort GLX đã dừng sản xuất cả nhà ạ, nên sẽ không phân phối tiếp. Hiện tại thì chúng ta sẽ còn 3 phiên bản, đấy là X-Fort XS, X-Fort Premium và X-Fort Ultimate. Bây giờ thì Nghĩa sẽ cập nhật cái mức giá bán của từng phiên bản cũng như là khuyến mại của từng phiên bản trong thời điểm đầu tháng 11. Đầu tiên thì chúng ta đến với phiên bản Mitsubishi X-Fort XS. Đây là một trong những cái phiên bản mà ở thời điểm đầu ra mắt thì cái doanh số nó không thật sự ấn tượng, tại vì nó bị chấp chới giữa hai phiên bản thấp nhất GLX và so với phiên bản Premium thì nó lại thiếu tương đối nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi mà hãng đưa ra những cái chính sách cũng như là cái khuyến mại của dòng xe Mitsubishi X-Fort XS, đồng thời là dừng sản xuất và phân phối phiên bản GLX, chính vì vậy mà cái phiên bản XS này tự nhiên thì lại có mức doanh số cực kỳ tốt cả nhà nhá. Chiếc xe này thì đang được niêm yết mức giá bán là 640 triệu. Tuy nhiên thì anh em sẽ được trừ trực tiếp trên giá bán lên tới 52 triệu, có nghĩa là mình chỉ còn thanh toán thực tế có 588 triệu thôi. Và sau khi làm các thủ tục lật bánh tại Hà Nội thì anh em cần chi trả số tiền là 690 triệu. Tại Sài Gòn là 677, tại các tỉnh thành thuế 12% là 670 và tại thuế 10% sẽ là 657 triệu. Nếu anh chị em có nhu cầu muốn vay chiếc X-Fort XS thì mình sẽ được vay tối đa là 470 triệu. Nếu ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp Nghĩa là 232 triệu, tại Sài Gòn là 219, tại các tỉnh thành thuế 12% là 212 và tại thuế 10% sẽ là 199 triệu. Hàng tháng mình trả cả gốc cả lãi dao động khoảng tầm 8 triệu đồng và sẽ giảm dần. Trong đó gốc cố định hàng tháng là 4,9 triệu, còn lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản tiếp theo đấy là chiếc Mitsubishi X-Fort Premium. Đây là phiên bản mà nó mang trên mình tương đối nhiều những cái tiện nghi nâng cấp so với phiên bản XS, đặc biệt là về cái khoang không gian nội thất cả nhà nhá. Với phiên bản này thì đã được bổ sung tới hai các màn hình 12,3 inch, có thêm một bộ ghế da rất là xịn sò, hệ thống điều hòa cũng đã có sự khác biệt. Và chiếc X-Fort Premium thì đang được niêm yết mức giá bán là 680 triệu và anh chị em sẽ được trừ trực tiếp trên giá bán 34 triệu. Còn thanh toán thực tế là 646 triệu, nếu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 753 triệu, tại Sài Gòn là 739, tại các tỉnh thành thuế 12% là 733 và tại thuế 10% sẽ là 719 triệu. Mình có thể được duyệt vay tối đa cho phiên bản này là 517 triệu và cần chuẩn bị trước giúp Nghĩa nếu ở Hà Nội sẽ là 249, tại Sài Gòn là 236. Tại các tỉnh định thuế 12% là 229 và tại thuế 10% sẽ là 216 triệu. Hàng tháng mình trả cả gốc cả lãi dao động tầm hơn 9 triệu, trong đó gốc cố định là 5,4 triệu, còn lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản cuối cùng chính là chiếc X-Fort Ultimate đang được niêm yết mức giá bán là 705 triệu.
Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng X-Fort. Sẽ được bổ sung thêm cúp điện này, hệ thống loa rất là ngon luôn, đồng thời là bổ sung thêm những cái tính năng an toàn thông minh mà các phiên bản khác không có. Với mức giá niêm yết là 705 triệu thì phiên bản này sẽ được trừ trực tiếp trên hóa đơn là 34 triệu, tức là anh chị em sẽ cần phải thanh toán 671 triệu. Nếu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 781 triệu, tại Sài Gòn là 767, tại các tỉnh thành thuế 12% là 761 và tại thuế 10% sẽ là 747 triệu. Mình có thể được duyệt vay tối đa là 537 triệu. Nếu ở Hà Nội thì cần chuẩn bị trước giúp nghĩa là 258 triệu, tại Sài Gòn là 244, tại các tỉnh thành thuế 12% là 238 và tại thuế 10% sẽ là 224 triệu. Hàng tháng mình trả cả gốc cả lãi dao động khoảng tầm 9,6 triệu, trong đó gốc cố định là 5,6 triệu, còn lãi sẽ là giảm dần theo dư nợ gốc. Trên đây thì mình vừa show cho anh em chi tiết và đầy đủ về những cái phiên bản của chiếc X-Fort đang được phân phối cũng như là mức giảm giá áp dụng trong thời điểm đầu tháng 11. Nếu anh chị em đang quan tâm về chiếc xe này và muốn được tư vấn chi tiết hơn thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh chị em nhà mình rất nhiều và hẹn gặp lại chị em ở trong những video tiếp theo ạ.